Hello mọi người, hôm nay thì mình giới thiệu cho mọi người bạn gái của mình. Đấy. Và ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến anh em một chiếc xe được độ đôi ghế MBS để giúp các chủ tịch. Đấy, chở chủ tịch xã của mình ngồi ở đây rồi nắm tay, ôi trời ơi, hưởng vai luôn. Mà cái bộ ghế này nhá, nó có những cái thứ mà chỉ có những chiếc xe phiên bản chủ tịch Lexus LX570 nhập Trung Đông mới có. Đó là nó có bao nhiêu cái bàn tay massage em? Có 12 bóng. Có 12 cái bóng massage. Đấy, nó sẽ đấm lưng, đấm từ cả mông lên đến lưng rồi lên đến cổ. Các chủ tịch đúng đi hưởng. Có lái xe, nhớ nhá, lấy mua cái bộ này là có lái xe. Đấy, đôi ghế này có in ngựa rất to luôn. Đặc biệt là lắp được cho những dòng xe SUV phân khúc mà 7 chỗ gầm cao, ví dụ như là Fortuner, Everest, Santa Fe, hay là các dòng xe phiên bản to hơn như là Land Cruiser, Prado. Đấy, có bộ ghế này lên thì đẳng cấp luôn. Và cái bộ ghế này khi mà anh em độ ấy thì cái ghế zin chúng ta tháo ra, sau khi mà các bạn độ xong các bạn có thể là ăn đu nguyên bản xong bách cái bộ này sang một con xe khác để chúng ta lại tiếp tục hưởng. Ôi trời ơi, Lan ơi, mày có người yêu chưa? Em hiện tại chưa. Trời ơi, sinh em bao nhiêu? Em 97. Vừa tuổi với anh luôn, vừa hợp tuổi với anh luôn. Nó này hợp tuổi quá anh. Hợp tuổi quá. Hiện tại thì cái sản phẩm này là bên Lavo đã đóng gói thành công rồi. Và mọi người muốn lắp xe nào ấy thì qua Trung Auto mình sẽ thiết kế và bách lên cái xe đấy cho anh em. Đấy, nó sẽ có một cái không gian nội thất cực kỳ luxury. Các sếp mà chở đối tác này, các sếp mà chở bà xã này, hay là các sếp mà có chở người yêu này, thì cứ lên con xe này là auto đổ. Bởi vì sao? Ôi, ngồi rất là phê luôn anh. Hưởng. Hưởng. Là một người biết hưởng thụ. Làm ăn nhiều lúc vất vả, kiếm tiền mãi rồi mà cứ gửi ngân hàng hoặc là kiếm tiền thì cứ đi đầu tư này đầu tư kia, mà đầu tư cho chính mình là đầu tư đáng giá nhất. Đầu tư cho sức khỏe, sắc đẹp, đầu tư cho trí tuệ, đầu tư cho cái cảm xúc chúng ta. Trời ơi, thực ra là mình nói như thế là cũng mục tiêu là để bán hàng, đúng không? Vâng. Cung cấp một giải pháp giúp anh em hưởng thụ và bán được hàng. Mức giá thì đang được sale từ 330 xuống còn 250 củ, lắp đặt hoàn thiện cho mọi người. Bất kỳ đi một chiếc xe nào thì mọi người chỉ cần là cho mình đôi ghế này rồi lát toàn bộ cái phần sàn để nó tông màu gọi là tím và đen như này, xám như này để nó đẹp. Và ở giữa thì chúng ta có một cái yên ngựa rất là to. Đấy, yên ngựa này mục đích của nó là để chúng ta ấy, nắm tay của bạn gái. Ai trời ơi, phê lắm. Lại gái chưa chồng nữa thì đúng rồi. Ngoài ra lại có cả cái cốp điện này. Cái cốp này anh em có thể sử dụng mở bằng vân tay. Có nghĩa là gì? Đựng tất cả những giấy tờ quan trọng, chỉ có vân tay của mình chạm vào đây thì nó mới mở ra. Chứ con hàng bên cạnh mở là không làm được đâu. Dù sao ấy, có yêu thương mấy thì cũng có những cái thứ mà chúng ta cần phải giấu. Quỹ đen. Đấy. Đây có cả gì? Sạc không dây này. Rồi hệ thống ở đây là cũng có một cái cốp rất là to này. Đấy, đựng nước rồi đựng các thứ ở đây. Đó, đặc biệt là có cái phần nâng đỡ chân đây này. Mày ở đấy để anh nâng cho mày. Ôi giời ơi. Ông thấy chưa? Giả vờ thôi. Nhưng mà thực ra là có cái đệm. Phê lắm. Ôi rồi ôi này, nằm ngửa như này thế còn cái gì bằng nữa, đúng không anh em? Nói vui và chém gió với anh em thôi. Mục tiêu của mình thì cũng giới thiệu đến một cái sản phẩm chất lượng, một giải pháp thư giãn với một phong cách vui vẻ. Chứ con em này nó có người yêu rồi. Đấy, mọi người mà có nhu cầu nâng cấp ghế MBS thì liên hệ cho Trung Auto để mình được phục vụ, để mình được lắp đặt lên xe của mọi người. Và chắc chắn rằng các đối tác
các khách hàng hay là mọi người mà thường xuyên di chuyển ngồi trên chiếc xe này sẽ cảm thấy mình giống như được chiếc xe phục vụ. Và đâu đấy nếu như mà chở chủ tịch xã đi, ôi rồi ơi, nắm tay này xê lắm. Rồi hết nước chấm. Nói câu gì với mọi người đi. Thôi bye bye mọi người. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bye bye.